Kính chào quý vị và bà con. Áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống phía Nam và sẽ gây ra gió đông bắc mạnh trên khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi và Bắc Biển Đông. Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Và trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả khu vực của vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Dự báo trong 24 giờ tới, bộ phận không khí lạnh phía Bắc tiếp tục tăng cường ảnh hưởng đến khu vực nước ta. Từ ngày 20, không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Sau đó khoảng ngày 22 và ngày 23, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, không khí lạnh về đem lại những dải mây phát triển trên diện rộng. Trong chiều nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Do biển lạnh, kèm theo sóng gió duy trì mức cao nên không thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết xấu có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Xu hướng trong một vài ngày tới, thời tiết trên biển không thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt trên biển. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, trời chuyển xấu, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc từ chiều nay tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Xu hướng thời tiết xấu và sóng gió mạnh còn kéo dài trong vài ba ngày nữa, ảnh hưởng sâu đến năng suất khai thác trên biển của tàu thuyền. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, thời tiết ổn định, có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Biển ổn định và thuận lợi cho các hoạt động khai thác và đánh bắt trên biển. Trong thời gian này, khai thác cá đục heo sẽ cho sản lượng khai thác cao ở ngư trường nằm rải rác khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển xa bờ từ Phú Yên và Khánh Hòa. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, thời tiết chưa có sự thay đổi gì nhiều, có mưa rào ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, đêm tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Do biển động nên tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển Côn Đảo cần chú ý có kế hoạch ra vào đảo an toàn, tránh di chuyển vào chiều tối và đêm. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và đảo Phú Quốc Thổ Chu, trời nắng nhiều, mưa dông cũng chỉ ở mức vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông cấp 3, cấp 4, biển ổn định. Xu hướng trong vài ba ngày tới trạng thái biển ổn định, hầu như không có sự thay đổi gì nhiều nên thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Tàu thuyền đánh bắt xa bờ cũng có thể ra khơi an toàn. Trên vùng biển Vịnh Thái Lan, mây dông cũng đã suy yếu, nắng phát triển nhiều hơn nên mưa giảm nhanh. Trong ngày hôm nay và ngày mai có mưa rào ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông cấp 3, cấp 4, thời tiết thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền đánh bắt và di chuyển trên biển. Tại khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết chuyển mây hơn đôi chút, có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong vài ba ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông trời tiếp tục lạnh, sóng gió ở mức độ cao, không thuận lợi cho việc di chuyển và hoạt động của tàu thuyền. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, trời ít mây, có mưa rào ở vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 5, biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động khai thác và đánh bắt trên biển. Xu hướng trong vài ba ngày tới, khu vực giữa Biển Đông thuận lợi cho ra khơi và đánh bắt. Tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Chân và Song Tử Tây, có mưa rào ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 5. Tàu thuyền đánh bắt xa bờ có thể hoạt động bình thường. Trong thời gian này, nghề câu vàng cá sẽ cho sản lượng khai thác cao ở các ngư trường phía Tây và phía Tây Nam của quần đảo Trường Sa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!